quanh hai phen. Chào cả nhà, đây là những bức hình của cậu boy nhà mình. Có những bức hình bé mặc quốc phục Việt Nam để đi thi quốc phục đẹp do người Việt mình tổ chức ở hải ngoại đó các bạn. Và bé đã được giải nhì. Có những bức hình bé chụp với bạn ở trường. Và những bức hình bé đi chơi. Mời các bạn xem hết video để thấy bé có dễ thương không nha. Chúc các bạn xem video nghe nhạc vui vẻ. Thanks for watching. I fall asleep, yeah. I need you with me by my side.
Side.